Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có dòng chữ con cú mèo. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ chim bồ câu. Bây giờ các bạn theo dõi mình nhé. Đầu tiên mình sẽ sâu màu tím nhé. Sau khi mình sâu màu tím xong, mình sẽ sâu màu tím nhạt. Đây là phần màu của mình nhé. Bây giờ mình sẽ sâu thêm màu vàng nhạt.
Đây là phần vàng của mình nhá. Đây, đây chính là phần màu vàng của mình khi đã được hoàn thành. Bây giờ mình sẽ xóa chữ vào nhé. Vòng của mình đến đây là xong.